sức khỏe sẽ phúc. Bây giờ người ta rất là sợ chúc sức khỏe, là chúc nhau mạnh khỏe, nên là một nhân chúc sức khỏe nên là sức khỏe là sẽ phúc. Từ chúng ta mới hay kiểu nói như thế, cho nên là sợ. Và nếu một người bình thường mình hỏi người ta là cô ơi, cô khỏe không, thì người ta trả lời các anh chị sao? Khỏe. Không có bệnh gì chứ, nó chưa khỏe lắm. Đúng không ạ? Thường là người dân, người ta có cái quan niệm là người ta không bệnh, có nghĩa là người ta khỏe. Nhưng mà mình là dân thuộc về lĩnh vực y dược thì mình phải hiểu nó rộng hơn chút nữa. Không chỉ là không bệnh tật. Có nhiều người mình nói người ta khỏe mạnh, người ta không phải vào bệnh viện, người ta không phải uống viên thuốc nào. Nhưng mà người ta cũng phải là một người khỏe mạnh. Bởi vì sức khỏe nó phải hội đủ ba yếu tố. Đó là gì theo các chị? Là gì? Tâm sinh lý. Gì nữa? Là tâm sinh lý là bạn tâm. Vậy các anh chị có biết ngày sức khỏe thế giới là ngày mấy không? Tại sao là ngày 7 tháng 4 mà không phải là ngày khác? Tại vì sao? Tại vì sao? Không biết. Chị biết ngày 7 tháng 4. Thường ngày 7 tháng 4 các anh chị biết ta tổ chức làm gì? Chạy bộ. Chạy bộ cho khỏe phải không ạ? Rồi làm gì nữa? Làm gì nữa? Phổ biến nhất là các anh chị thấy người ta tổ chức hiến máu nhân đạo, đúng không? Ngày 7 tháng 4. Và lý do tại sao là ngày 7 tháng 4 là ngày sức khỏe thế giới? Chưa biết. Rồi, một cái ngày thứ hai nữa liên quan tới cái cụm từ phía sau đó là môi trường. Ngày môi trường thế giới là ngày mấy ạ? Ngày 5 tháng 6. Tại sao là ngày 5 tháng 6? Vậy thì cái ngày 5 tháng 6 này các anh chị làm gì? Trồng cây. Còn 364 ngày còn lại thì đi trồng cây. Đi xả rác. Phải không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái bài học hôm nay nha. Mục tiêu của bài học hay là những cái nội dung mà tôi sẽ giới thiệu với lớp chúng ta, thứ nhất là định nghĩa về sức khỏe, khái niệm về môi trường và khái niệm về sức khỏe môi trường là liên quan tới các cái nội dung của môn học. Và cái thứ hai nữa là lịch sử phát triển của môi trường. Đó là thực ra thì nó là một những cái vấn đề về phát triển môi trường và liên quan trong cái suốt cái quá trình các cái giai đoạn lịch sử của chúng ta. Rồi ảnh hưởng của môi trường lên sức khỏe con người và tác động của con người lên môi trường. Và cái thứ tư là các nguyên tắc cơ bản phòng chống ô nhiễm môi trường. Thì như nãy tôi có nói các anh chị, sức khỏe đó thì phải hội đủ ba yếu tố. Phải hội đủ ba yếu tố. Một là lành mạnh về mặt thể chất, tức là một người có sức khỏe tốt là người đó phải lành mạnh về mặt thể chất, thoải mái về mặt tinh thần và đầy đủ về mặt phúc lợi xã hội. Nếu như người ta nói là không có bệnh thì nó chỉ đáp ứng được mỗi một yếu tố, đó là lành mạnh về mặt thể chất. Lành mạnh về mặt thể chất tức là người ta không có mắc bệnh phải điều trị hay là ốm yếu rồi đó, chúng ta hay dùng từ thế. Đó là liên quan về mặt thể chất. Còn hiện nay cái vấn đề bệnh lý liên quan đến tinh thần hay là tâm thần rất nhiều. Bản thân các anh chị nếu mà nói cái ngoài cái bệnh tật á, thì các anh chị cũng có những cái giai đoạn mà các anh chị không thoải mái về mặt tinh thần, có đúng không? Lúc là cái thì là lúc đó các anh chị không có sức khỏe tốt, lúc nào cũng bị áp lực thi cử, rồi trong công việc người ta cũng bị những cái áp lực. Nếu mà không có thoải mái về mặt tinh thần thì không có đầy đủ về sức khỏe. Còn cái đầy đủ về mặt phúc lợi xã hội thì thường liên quan đến vấn đề về kinh tế. Tại vì thực chất mà nói thì trong môi trường chúng ta có hai cái loại môi trường chính là môi trường tự nhiên và môi trường kinh tế xã hội. Trong môi trường kinh tế xã hội nó chi phối rất là nhiều đối với sự sống của con người, đặc biệt là về sức khỏe của con người. Và nếu như nghèo đói, nếu như không có đầy đủ về phúc lợi xã hội, tức là không có đói
một cách đơn giản để chúng ta hiểu là mang tính chất vật chất thì thiếu thốn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cho nên là đây là một cái định nghĩa mà được Tổ chức Y tế Thế giới khi mà thành lập năm 1948 đó, thì đến ngày 7 tháng 4 năm 1948 Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra định nghĩa về sức khỏe. Cho nên là từ đó người ta lấy cái ngày 7 tháng 4 hàng năm để kỷ niệm ngày sức khỏe thế giới. Nên nãy tôi hỏi các chị là lý do tại sao là ngày 7 tháng 4 đó, là định nghĩa về sức khỏe được đưa ra và hầu hết các nước trên thế giới người ta chấp nhận cái định nghĩa này và đến bây giờ người ta vẫn còn sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái khái niệm thứ hai là khái niệm về môi trường. Môi trường là gì ạ? Bây giờ lớp mình có danh sách không ạ? Cho xin hai cái danh sách của hai lớp. Cho các anh chị khởi động để tở một ngủ xem. Tổ chức
về môi trường thế giới ha, là được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trao cái trách nhiệm mà tổ chức đầu tiên ở Nairobi. Trong cái tài liệu các anh chị có mốt, các chị nhờ, các chị có ha, là người ta lấy cái ngày 5 tháng 6 hàng năm để người ta tổ chức ngày môi trường. Thì ngày môi trường có rất là nhiều cái hoạt động, nhiều cái hoạt động chủ yếu là để bảo vệ môi trường. Một cái khái niệm thứ ba đó là sẽ nói tới đó là khái niệm về sức khỏe môi trường. Khái niệm về sức khỏe môi trường thì ở đây nó là một cái cụm từ được ghép từ sức khỏe và môi trường, và nó mang tính tích cực. Tích cực ở đây là gì? Tức là một cái cụm từ mà nó đại diện cho một cái lĩnh vực, một cái ngành, một cái môn học, một cái ngành khoa học, cũng như là có nhiều cái đơn vị hay là một cái tổ chức thuộc về lĩnh vực sức khỏe môi trường. Để làm gì? Người ta nghiên cứu, người ta xác định, người ta tìm ra, người ta tạo ra cái môi trường, hay là người ta đưa ra những cái cách hay những biện pháp để mà bảo vệ môi trường, nhằm tạo ra một cái môi trường trong lành bền vững để con người khi sống trong cái môi trường đó có thể có được một cái sức khỏe tốt, đảm bảo cho cộng đồng có một cái sức khỏe tốt, đây gọi là sức khỏe môi trường. Đó là hiện tại bộ môn tôi thì mang tên là sức khỏe môi trường. Có rồi, trong mỗi một cái trong hệ thống y tế đó, thì các anh chị thấy vừa là y tế dự phòng thì người ta có cái khoa sức khỏe môi trường. Rồi cao hơn nữa ở tuyến trung ương thì người ta có viện y học lao động và sức khỏe môi trường. Thì chúng ta thấy là đó là một cái tổ chức hay là một cái lĩnh vực, một cái ngành mà nó liên quan tới cái vấn đề về tạo ra một cái môi trường trong lành bền vững để đảm bảo được sức khỏe cho con người. Khi mà một người sinh ra, lớn lên và đến khi chết đi thì sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Như bản thân các anh chị suy nghĩ xem, môi trường là chúng ta nói rồi nè, bao hàm ngoài môi trường ra, hay là bệnh tật ra sức khỏe, rồi bệnh tật, rồi có thể từ những cái yếu tố nào bắt đầu? Môi trường là một, gì nữa? Di truyền là hai, lối sống là ba. Rồi tương tự như sức khỏe, chúng ta cũng nhớ là trong cái định nghĩa về sức khỏe cũng hội đủ ba yếu tố, phải không ạ? Và cũng có ba yếu tố chủ yếu là tác động đến sức khỏe, đó là môi trường, di truyền và lối sống. Những bệnh nào thuộc về môi trường hay là những bệnh nào là liên quan đến môi trường? Kể thử năm bệnh đây nè. Một là dịch tả, hai là sốt xuất huyết, ba là viêm da, nhiễm khuẩn da gì đó. Đây là mấy chị trên này kể nè, còn gì nữa mà? Số 2, Đặng Thị Ngọc Bích. Còn gì nữa? Cúm. Cúm. Gì nè? Cúm và con cá. Đấy là mọi người nghĩ được con cá nữa hả? Còn gì nữa không? Tiêu chảy. Tiêu chảy dịch tả. Tiêu chảy chỉ là triệu chứng của bệnh. Rất nhiều mà trong đó có bệnh dịch tả. Còn gì nữa? Bây giờ chị kể cho tôi nghe xem, mà nói về từ nhỏ tới lớn chị bệnh mấy lần? Bệnh gì? Đau bụng cảm. Dạ. Khỏe tốt thì làm gì có hai cái không thôi. Đó rồi. Thủy đậu. Gì nữa? Sởi. Gì nữa? Đừng nói rồi nên. Rồi làm nó chết thôi. Thì nhỏ mới chết người hả? Lao. Ủa, có bị đau luôn hả? Bị bệnh gì có nói hai cái rồi cái người kế bên nhắn gọi là bệnh gì luôn là cái điều trị chưa rồi cảm ơn chị. Sao mà lớp này danh sách đa số là toàn phụ nữ không vậy nè?